Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang xem clip ở trên channel của Huỳnh Phan Thanh Quang. Ở trong video clip ngày hôm nay thì Thanh Quang sẽ hướng dẫn cho các anh chị bạn làm sao chúng ta gắn được những cái banner vào cái trang web của các anh chị bạn. Đây, những cái banner slide. Và hôm nay thì mình sẽ gắn vào một cái banner, đó là của một cái hosting là Stablehost. Một hosting mà cũng là khá uy tín các bạn ha, mình cũng đang sử dụng. Đây, các bạn có đăng ký thì mình để đường link ở bên dưới nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô cái banner này là 728 nhân cho 90. Đúng không? Và cái đường link rep của mình có luôn. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên với một cái giao diện mới thì các bạn đây là một cái mẫu hoàn chỉnh. Được chưa? Bạn nó có những thông số này bạn phải nhớ cho mình nha. Rồi bây giờ đầu chúng ta tiến hành. Giờ để gắn vào trong đây. Thì các bạn phải coi nơi bố cục. Đúng không? Bố cục nó gắn ở đâu? Giờ mình đã gắn xong này. Trong cái bố cục giao diện mình nó nằm ở Home. Và sau đó mình đã copy lên đây rồi. Mình chỉnh chu hết rồi. Và bây giờ mình sẽ làm qua một cái khác. Cũng y hệt như vậy. Nhưng mà nó sẽ là cái kích thước khác nha bạn. Rồi mình sẽ làm cái kích thước gọi là hình vuông. Vuông chữ nhật là 300 x 250. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nha. Tại cái kia mình gắn rồi. Giờ mình gắn cái này. Rồi gắn cái này thì đầu tiên mình phải có cái đường link IMGSRC, nghĩa là cái đường link luôn luôn nó là một cái ảnh. Một cái ảnh này nó là một cái ảnh GIF, là ảnh động. Rồi ha. Các bạn hãy copy vô ha. Bất kỳ một cái quảng cáo nào nó để có một cái là JPEG, PNG và GIF nha. Rồi, các bạn cứ nhớ vậy. Rồi ra đây thì bạn tạo một cái nơi mà chúng ta lưu trữ cái ad này giùm mình ha. Như là một cái bay hay một cái post gì đó cũng được, nơi nào cũng được tùy bạn. Nên này mình chọn cái bay. Rồi đến đây mình sẽ mở ra, được chưa? Mình sẽ up lên thử nha. Rồi nếu mà các bạn gắn như vậy thì không được. Rồi mình sẽ copy đường lên đây nè cho bạn xem nha. Đó, nó là LH5 thì nó lại một cái proxy, nó lại kiểu khác đó. Có nhiều bạn làm vậy là bị sai, được chưa? Đầu tiên các bạn phải làm gì? Làm các bạn mở lên nè, các bạn tải ảnh này xuống rồi đã, từng bước thôi nha. Rồi ra desktop nè, Stablehost đây, đây nó là 300 nhưng 250 ADS. ADS là ảnh quảng cáo á. Rồi sau khi bạn tải xuống rồi nha, bạn mới vô cái phần này nè, bạn mới up lên cho mình email nè, up platform computer, xong mình chọn nè, up lên đó, nó phải ra khung này mới đúng đó. Phải cẩn thận không là sai nha, đích chỗ này, đích chuột phải mình nè. Bạn copy cái email link này nè, bạn bỏ ở đây. Tại cái định dạng mới của Google á, cái ảnh này nè, nó là một cái định dạng mới, cái đường link mới, bởi nó cái mấy giao diện cũ với lại mấy cái giao diện mới hiện tại mà người ta cái JavaScript nó chưa hoàn chỉnh á, bởi nó không có nhận diện nhau, bởi nó bắt buộc phải trở về lại cái ban đầu. Thì bởi vậy bạn có xem nè, giờ mình phải trở xuống đây nè. Bạn copy cái đường link nè, một BB, nếu bạn nhớ thì bạn gõ tay, còn không nhớ thì chịu luôn một chỗ nào đó, thì khi cần thì mình copy liền, được chưa? Rồi tiếp đến mình bỏ vô cho mình, gọi vô đây một cái đó thôi. Còn cái ngoài sau nè, bạn tìm cái chữ H. H là cái chiều cao của cái tấm ảnh đó, bạn đổi thành mình chữ S. S 1600. Có nghĩa là nó trở về lại cái kích thước ban đầu. Bị sai chỗ nào rồi? Nó có sai cái gì nè? À, ở đây. Rồi mình ra copy lại nha. Nãy nãy thay vô nó có chỗ bị sai gì đó. Này hiện lên nè. Ở đây. Rồi, các bạn enter thử ha. Đó, nó vẫn có đúng rồi. Kéo qua sau lại nè, cái S, H này nè. Bây giờ mình chữ S 1600.
Đúng nha, rồi enter. Đó, nó bự lên thấy chưa? Bạn mới copy được link này nè, bạn cất vô cho mình. Thấy không? Thì mình cất đi, cất vô đây. Rồi cái này là gọi là 102.1 thấy chưa? Ở này là email về định dạng cũ á, copy này vô luôn để biết mình đã thay ha. Rồi xong cái nè, giờ bắt đầu sống này đi, bước này đâu bạn lên đây ông, mấy bạn nhớ cái đường link của bạn thôi, rồi bạn copy cái này nè, bé số cẩn thận, cái này là cái form mẫu, mình phải để cái khung nó vậy luôn, còn khi mình thiết kế mình phải xuống bên dưới rồi mình phân tầng nó ra, rồi sau đó bạn copy cái đường link này nè, rồi bạn ngay cái phần border này đúng không, ngay cái chữ gif này nè, đó bạn kéo qua đây, rồi xong bắt đầu cái code này nè. Mình copy cái này y chang dạng vậy, gắn là 102 101 102 102.2, cái này cho lên rồi đó, bạn copy này nè, bạn lên web về vô trang web của bạn nè, bỏ đi. Các bạn muốn lưu trên web để mốt mình copy cũng được, thì mình sẽ làm gì, khoan nè, lấy cái đường link người ủ này nè, đó mình up lên cái web của bạn này để mốt nó có cần để mình đưa vô những cái chỗ nào nữa đó thì mình đẩy nó vô đó, nên mình lưu lại đó, thì đường link lúc này là nó là cái đường link y hệt như cái thằng này, anh xem nè, đó thấy chưa, bả đuôi là 1600 thấy không đấy. Đó, mình cẩn thận thì mình lưu lưu trước khi mình làm. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình trong cái giao diện web này thì mình có thể gắn được ở bên Drive C3, cái này là ở này gọi là C3 là phần nội dung, và này phần slide, thì đây mình gắn ở trên slide này dưới thanh menu giờ nó một cái quảng cáo, rồi bên đây thì bạn gắn thêm cái nữa, rồi gắn dưới thằng này đi, size và app thôi. Rồi gắn này ở đâu thì trong bố cục mình tìm tìm ở đây, nó nằm ở bên góc này nè, xong size 3B nè, đây nè size và app nè, thấy không, thì đây mình bắt đầu mình tạo ra một cái nữa, rồi HTML JavaScript, rồi ở đây bạn gõ là hosting. Hosting stable host. Rồi. Off. Nếu nhớ vô đường link này các bạn được giảm 50%. Sell off. Rồi, sau đó bạn copy này đi. Bỏ vô trong này. Cất. Ý làm rồi mình cất thấy không, rồi bạn copy cái này nè, tại này mình đã chắc chắn rồi thì mình hướng dẫn các bạn con đường nó sẽ chắc chắn hơn, khỏi đi lòng vòng đó, sau đó bạn đích vào sao ạ, rồi sau đó bạn có thể kéo xuống dưới đây phóng sự phi nhung, rồi còn gắn cái clip ở trong ở đâu sai vậy. À, bạn coi đúng không? Rồi, ok. Rồi, sau đó bạn giao đây và repeat lại. Đây, năm đây nè. Đó. Hosting the boss sale off 50%. Bạn click vô. Click vô bạn đăng ký, click vô nè, click thử các bạn xem.
Đó, thì nó về trang Stablehot. Thấy không? Ồ, đang Black Friday nè, 80% luôn nè. Bạn nhập cái này vô bạn được giảm 80% luôn. Đấy, thấy tuyệt vời không? Thì bạn vô mua đi, ví dụ mua nè, nhớ nhập cái này thử nha. Rồi, ví dụ mình mua cái gói 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 mà người ta ưa mua là gói này nè, 4,5 đô một tháng nè. Silver VVS 4,56 một đô là gần gần 100.000, gần 100.000 tháng, gần 100.000 tháng ha. Up 300 GB. Ừ. Đó thì bạn chọn cho chọn cái gói rồ là gói người ta ưa dụng nhất. Nó đang giảm là 50% phải không? Bạn vô đường link mình được giảm 50% rồi. Nhưng mà nó có chiến dịch này nữa thì các bạn tranh thủ thôi. Rồi đây ví dụ bạn ủa theo quy định mình phải mua mua bao nhiêu tháng này? I want to change domain. I want use. Rồi, tôi muốn sử dụng cái domain miễn phí. Rồi, thí dụ quang thiết kế quang thiết kế web .com. Rồi, bạn tìm thử. Đó. Được chưa? Và cái này mất phí mấy năm nè, bạn từ từ cứ bình tĩnh nha. Rồi bạn nhập cái coupon vô. Rồi bạn xem điều gì xảy ra nè. Rồi no. Cái này nó đã giảm rồi. Này coi 12 tháng. tháng. 59 đô hosting 4,75 đô đó, đây là nó giảm rồi nè. Bạn có chọn được server nhiều nước ha, đa số tụi người ta mua ta chọn ở server Singapore, thấy chưa? Đó rồi bạn tiến hành thanh toán, nó có PayPal, PayPal thì chúng ta thanh toán PayPal, còn không thì credit card, thấy chưa? Mastercard. Rồi bạn click vô. Đó, như vậy đó bạn được giảm rồi đó. Thấy không? Còn cái tên miền này là được miễn phí luôn. Nha, nó dành cho những người mua ban đầu á, là được miễn phí. Thì 59 đô của một năm thì các bạn tính đi. Nếu mà bà càng về sau nó càng rẻ này. Thấy không? 155 đô. Mua một năm thì 59 đô. Mà mua 3 năm thì nó là 155 đô. 155 đô thì bạn nhân rồi 155 rồi nhân cho tỷ giá là 23.000 Việt Nam đi, 3 triệu mấy, 3 triệu mấy bạn có 3 năm sử dụng luôn. Rồi các bạn phải vô cái đường link của mình nha, đường link mình thì mình mới được giảm, thấy chưa? Còn nếu bạn gõ bình thường vô thì nó không có được giảm nha, bởi các bạn phải khôn ngoan từ những cái đó nha. Thì cái đó cũng là một cái đường link affiliate, nếu bạn click vô đó thì mình được hoa hồng, thì các bạn cũng được giảm giá đó, đôi bên đều có lợi, được chưa? Đó là như vậy là cái bài mình hướng dẫn. Còn bạn nào dùng Stablehot thì vô đăng ký ha, vô những cái trang của mình, tới mình sẽ gắn vô nhiều đó, đó có Stablehot. Còn nếu bạn muốn thiết kế cho đẹp hơn theo kiểu của bạn cũng được. Đâu rồi, đâu rồi này. Rồi. Đó. Vô nó hót liền. Vô để mình tắt tiếng đi. Đó, còn còn cái mà cái này nè, có nhiều bạn thắc mắc là làm sao vô mà để nó tự auto lên một cái này nè. Thì nốt mình sẽ chỉ cho bạn sau nha.
chưa? Mốt mình sẽ chỉ cho bạn sau. Như vậy là cái phần bài này là các bạn đã nắm được cái nguyên lý để làm ha. Rồi mình sẽ lưu cái code lên luôn. Đây. Lưu lên đây nè, đó, để mốt có gì bạn chỉ việc là gắn add thôi. Còn cái banner add này đúng không? Mình cũng gắn vô luôn. Đó. Đây. Cái kiểu này là kiểu khác nha. Cái kiểu này nó có những cái thông tin của bạn nữa nè. Cái kiểu add này nè, còn cái kiểu add là kiểu add đơn giản, thấy không? Những cái thẻ A và cái thẻ href để chỏ đưa link về luôn thôi. Còn cái này là nó có những cái thông tin nữa, thấy không? Thông tin làm sao thì cho bạn xem luôn nè. Cái code sau thì nó hơi hơi khó hơn. Để mình xem lại. Khoan này mình gắn ra ta. Gắn lên này. Mình copy lên đó mình đó. Mình bỏ vô này. Đó, đóng khung lại, đóng khung code đó. Rồi xong. Đầy đủ đồ chơi. Đó, bây giờ mình sẽ hoành lại trang web. Mình mở lên. Multitask. Rồi. Đây nè, mình sẽ nói. Cái này là những cái banner đúng không? Đây nè. Bạn thấy không? Đó, nó sẽ bạn lít vô một cái phần nào đó bạn thấy màu xanh xanh đây các bạn lít vô. Bạn để yên đó nè. Có nhiều người ta lít vô, đó, nó hiện lên thông hình bằng vàng chấm còn là Velvet hosting này ở small này gì không? Đấy, thấy không? Đó. Đó, thấy chưa? Đó, nó là cái gì? Thì cái code này nó giúp cho bạn làm được cái điều đó. Ở phần này nè. Có những cái thông tin code nè. This style with là 20 là enter form family này. Đó, phải viết ra mấy cái này nữa. Còn cái dưới này thì cũng cũng là dễ, nó thuộc dạng là đơn giản thôi. Còn cái dưới này nó cầu kỳ hơn và nó làm ở trên cái tấm ảnh đó. Khi bạn đụng đến đâu thì nó sẽ hiện những cái thông tin thêm ở trên đó. Được chưa? Đó, cái quảng cáo kiểu thông minh đó. Nhưng mà nó hơi hơi rối về code chút xíu, được không? Rồi. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách làm sao để chúng ta gắn được cái banner vào cái website của bạn để quảng bá, thấy không? Còn gắn những cái banner và của quảng cáo của Google AdSense thì về sau khi mình bật lên những tính năng đó thì mình sẽ làm những clip hướng dẫn các bạn. Còn đầu tiên giờ chúng ta cứ có được những cái sản phẩm gì chúng ta cứ đăng lên, thấy không? Rồi tạo lên như thế này, thấy không? Đấy, rồi cho người xem. Đấy, ok. Còn bây giờ, xin tạm dừng clip đây. Chúc các anh chị và các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.